Tết ở Mỹ cả nhà. Tại California, Hubosa có giống như quê hương Việt Nam của mình không? Đó, đây là bác đang gói bánh tét. Còn đầu kia là cái lò cả nhà. Bác này là mình có vừa trắng vừa xanh luôn nè bác, giống cái này nè. Đây, bác đang vui gói bánh tét nha. À, có đầy đủ hết, có đồ xanh này. Ờ, cái này cũng, cái này là bánh chưng phải không bác? À, cái bánh chưng, cái này có khuôn đóng này. Còn bên kia đang nấu rồi bác. Bên kia đang nấu hả? Ồ, đang chuẩn bị thôi hả? Là chừng nào bác gói xong là bỏ vô để nấu đó. Nấu cỡ bao nhiêu tiếng thì xong bác? Ồ, 7-8 tiếng. Đại khái là trong 7 tiếng tới 10 tiếng đó bác hả? Dạ. Còn cái này là cái gì bác? Cái này nè. Cái này hả? Dạ. À, cái này hột vịt muối hay gì á. Ồ, là mình bánh tét của mình có hột vịt muối. Còn cái này bác, chuối hả? Cái này chuối. Ồ, là hột vịt muối với gói chung với... Là mình hột vịt muối với là thịt là để chung. Ồ. Wow. Đây, mình đang có mặt tại nhà người bạn nhé. Em xin lỗi anh cho em. Nhà này trang trí theo kiểu Tết này. Thì Việt Nam mình gọi là tất niên đó. Cái guốc. Cái guốc đâu? Đây, đổi kiểu đi, đổi. Thì mang guốc hay đôi guốc của chị đây nè. Này cái cam mà ở Mỹ, nhưng tại khu Bô Sa cũng có một cái không khí Tết rất là đặc biệt. Tại nhà người bạn cũng người Việt đây này. À, rất đẹp rồi. Bây giờ hả, ba người làm rồng bánh lên mây, rồng bánh lên mây là gì? Là gì? Ta hiểu là ba người xạo hỏa lên mây nhau á. Đây là Linh, đầu kia là Vinh, đỏ giống như viên pháo luôn. Cái này mà giờ trừ châm lửa vô lãnh nổ thôi đó. Cả nhà nhìn thấy không? Đây mía nha, mọi người nhìn thấy đây là mía nha. À, cà phê nhà Ngọc Trai. Trời, anh nói thật, cái cảnh xung quanh không đẹp bằng hai người mang áo dài màu đỏ mà đứng ngay đây luôn đó. À. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao cái hình này người ta tưởng chị mới có con mới có này. Này là đậu đen với nếp nếp xanh bác nhỉ. Gói bánh chưng này, cái này bánh chưng, còn cái này bánh tét này. Một chiếc lá rơi làm tôi hoảng sợ. Giống như hoàng tộc. Không, em là nô tỳ. Em nô tỳ anh. Nô tùy là tùy lúc đó phải không? Dạ vâng. Anh thấy em xét con chim không? Đó, đó nha. Chim đực hay chim cái vậy? Không biết, chắc là chim đực. Ủa thay đồ đấy hả? Yeah.
Má ơi, biết thầy không? Vậy đó chứ gì? À, chị ơi, cái chị ở đó đi. Giả bộ nhìn. Đọc kìa. Nấu bằng lớp bây giờ thạ củi nó mới ngon. Này là cái địa điểm ở đây là Fountain Valley mọi người nhé, thành phố Fountain Valley. Tất niên đã xong, tất cả mọi người đều vui vẻ, năm mới rất là vui, sắp năm mới. Rồi bye mọi người nha, bye nhà, bye bye bye, Happy New Year.